trước đây á, là Phương Lê bị nám á mọi người. Phương Lê bị nám hả, mọi người cũng đã biết trước đây là Phương Lê bị nám kinh khủng rồi, Phương Lê bị nám quá trời luôn, mà bây giờ Phương Lê hết nám rồi thì bây giờ Phương Lê vẫn duy trì cái dưỡng nám nha mọi người, cái đặc trị nám dưỡng nám là hết rồi, hết luôn mọi người thấy không, Phương Lê xài hết trơn rồi nè, vẫn duy trì cái dưỡng đặc trị nám này. Phương Lê hả sợ bị nám lắm, Phương Lê bị ám ảnh bị nám một thời gian, bị nám giờ Phương Lê sợ dữ lắm. Phương Lê luôn luôn khui mấy chai luôn, nhìn thấy không, Phương Lê có mấy chai lúc à, Phương Lê chú trọng cái việc làn da, Phương Lê không bao giờ để cho nó bị nám lại như ngày xưa đâu. Rồi nám như lại như ngày xưa là chết luôn á chị em ơi, nám là tiêu đó. Phương Lê dưỡng thì Phương Lê hay dưỡng cái cổ như này mọi người, mặc dù cái tinh chất này nó mắc á, nó cũng đắt tiền, nhưng mà Phương Lê biết là cái cổ của mình nó cũng rất là cần mình phải chăm sóc, tại vì cái cổ của mình á mà da nó không đẹp mà cái mặt da đẹp á thì nhìn cũng rất là kỳ mọi người, nhìn nó mất thẩm mỹ lắm đó, vì vậy mà mình nhớ chăm sóc cái cổ nha. Cái đặc trị nám này nè mọi người thoa trong da là mọi người sẽ có cảm giác là da của mình á nó thấm liền và ngay luôn nha cả nhà, thấm liền và ngay vô da của mình, và nó có một cái cảm giác mà nó đi vô da mà mình cảm nhận được luôn á. Và cái đặc trị nám này rất 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 là nhiều chị em thích rồi đúng không, không riêng về Phương Lê đâu, nhiều chị em nghiện cái này lắm.